Tại thành phố Sochi của Nga, nơi đang diễn ra Thế vận hội mùa đông 2014, không khí Valentine đã tràn ngập mọi nẻo đường khi ngay từ hôm qua, người dân đã trang hoàng thành phố với những khung hình trái tim, âm nhạc và điệu múa rộn rã của các nghệ sĩ. Trong khi đó, tại thành phố Verona của Italia, nơi ghi dấu mối tình lãng mạn của Romeo và Juliet, đã đón nhiều đoàn du khách đến tham quan, chụp ảnh và đặc biệt ghé thăm nhà của nàng Juliet. Với ý nghĩa và những giá trị của mình, ngôi nhà này là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Hòa cùng không khí trong ngày này, các nước châu Á cũng có những cách đón Valentine vô cùng ấn tượng. Vào ngày 13 tháng 2, 31 cặp nam nữ đã cùng tụ tập ở thành phố Pattaya của Thái Lan tham gia phá vỡ kỷ lục Guinness với cuộc thi ôm lâu nhất thế giới. Trong khi đó, tại Nhật Bản, từ 13 tháng 2, khắp các cửa hàng sô-cô-la ở thủ đô Tokyo đã chật kín phụ nữ. Ai cũng muốn chọn cho người mình yêu quý những hộp sô-cô-la ưng ý nhất. Khác với các nước phương Tây, tại Nhật Bản, vào ngày lễ tình nhân, chỉ có phụ nữ tặng quà. Họ thường bày tỏ tình cảm của mình bằng sô-cô-la tặng cho những người đàn ông mà họ yêu quý.